Nhưng mà chắc trong lớp thì có vài người đã mất tập trung. Ví dụ? Ví dụ như là cái Vi bạn em ý. Nó mất tập trung là bởi vì nó thích anh đấy. Vớ vẩn. Tập trung vào chuyện chính đi. Thôi được rồi. Chính vì hai người nói với em là sự thật thì sẽ không bao giờ đánh mất một mối quan hệ chân thành. Vì thế nên là em sẽ nói thật. Cái Vi bạn thân em thích anh đấy. Thôi thôi thôi. Đừng suốt ngày nghe cái thằng Hai Win dở hơi ấy. Trẻ con thì biết cái gì mà thích với chả không. Đấy. Em nói y như anh. Em cũng bảo anh là rất là phức tạp. Anh không phù hợp. Và phụ nữ thì phải tránh xa anh ra. Tiếp tiếp. Thế nhưng mà đấy. Cái Vi bạn em vẫn quyết tâm thích anh. Nên là nếu có gì mà bạn em cố chấp ý, thì anh đừng có trêu đùa nó nhá. Đi. Đi. Kìa, phu nhân chủ tịch kìa. Chủ tịch nào? Chủ tịch nhà mình đây. Không nét bé chồng. Tôi không muốn đấu với đàn bà. Nhưng nếu nó là cái gai trước mắt tôi, nhất định tôi sẽ nhổ. Vâng, mẹ con cháu đã sẵn sàng ạ. Cháu cũng không quên khi xưa, chính chủ tịch là người đã khiến hai mẹ con cháu ly tán. Vì vậy cho nên cô muốn tính sổ với tôi bằng cách kết hôn với thằng con trai tôi chứ gì? Chuyện nào ra chuyện đó ạ. Duy cũng đâu có liên quan tới tất cả những chuyện này ạ. Mẹ nào con ấy, miệng có gan có thép lắm. Ra giá đi. Muốn bao nhiêu để cô buông tha thằng con trai tôi? Bố thôi đi. Sẽ không một ai có thể ngăn cản con với Trang đâu ạ. Cho nên bố hãy dừng lại đi. Thằng ngu. Mày muốn cả cái cơ nghiệp này sụp đổ vì hai con đàn bà. Bố cũng được sinh ra từ một người đàn bà đấy ạ. Cho nên bố hãy học cách tôn trọng họ được không? Bắt đầu từ hôm nay, con và Trang sẽ rời khỏi Hoàng Kim. Nếu như bố làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chúng con, đến mẹ Nhung, thì bố hãy coi như không có thằng con trai này.